Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live buổi sáng ngày hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một truyện ma đô thị của Trung Quốc do team dịch của A Tũng gửi đến. Câu chuyện mang tên Ngũ Quỷ Vận Tài. Các bạn hãy nhớ ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và nếu như các bạn muốn mua các sản phẩm trà bút thì đừng bỏ qua thương hiệu trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, một trong những cái thương hiệu trà đứng hàng top của thế giới, cực kỳ ok, giá cả phải chăng, người Việt dùng hàng Việt. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh giảm ngọt 30% cho anh chị em, rất dễ sử dụng, và chẩm chéo chuẩn Tây Bắc chấm tất cả mọi thứ. Các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại hoặc Zalo ở góc màn hình để được tư vấn và đặt hàng. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu câu chuyện Ngũ Quỷ Vận Tài. Kết hôn với người đã thầm thương trộm nhớ suốt nhiều năm, đó là một hạnh phúc. Và khi tình yêu đang ở trên đỉnh điểm, anh ta đã không ít lần nói rằng hy vọng rằng tôi có thể đẻ cho anh ta những đứa con xinh đẹp. Thế nhưng ở với nhau 3 năm, 4 lần mang thai, tôi chưa bao giờ đẻ con thành công được. Lần thứ 5 mang thai, lúc tôi đang livestream cắm hoa kết nối với một phòng livestream huyền học khác, đột nhiên người bên ấy chỉ vào cái bụng bầu 6 tháng của tôi mà nói. Âm thanh phát ra từ cái loa điện thoại làm tôi rùng mình. Cô có biết đứa bé đang ở trong bụng cô kia đã chết rồi không? Lúc ấy động tác của tôi sững lại. Tôi muốn tát chết cô ta. Thế nhưng chỉ trong một giây sau, cô ta lại nói. Mấy lần mang thai trước, cô đều không thể sinh ra một cách đàng hoàng được đúng không? Chồng cô cũng ác thật đấy, không để cho cô đẻ thai xong mà lại muốn cô đẻ một cái thai đã chết. Trái tim của tôi bình một tiếng như là dừng nhịp. Làm sao mà cô ta có thể biết được là tôi đang bị sảy thai? Và tôi rất hay bị sảy thai. Hơn nữa cái việc sảy thai thì có liên quan gì đến chồng tôi chứ? Dứt lời, ở trên màn hình trận PK bùng nổ, fan của tôi liên tục chỉ trích cô ấy. Này 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 này, cô kia, cô có biết nói chuyện không vậy? Cô không nói được cái điều gì tử tế thì ngậm mồm vào đi. Này, cô hù dọa đấy à? Cô ghen tị với Hoa Hoa xinh đẹp đấy phải không? Có phải không? Cô cố ý phải không? Này, cô độc ác vừa thôi. Người ta là phụ nữ đang mang thai, đều là đàn bà con gái với nhau. Này, miệng cô vừa uống thuốc sâu đấy à? Mở miệng ra là chia rẽ vợ chồng người ta. Cô gái kia có cái nickname là Xích Tùng Tử. Ở trên màn hình cô ta xua xua tay nói. Mọi người đừng kích động. Bản thân tôi cũng là fan của Hoa Hoa. Tôi thực sự muốn cứu cô ấy. Không biết có phải là vì quá tức giận hay không mà bụng tôi bỗng nhiên đau âm ỉ. Ở trên bụng căng lên như đá, cơn đau quặn lại từng hồi, cảm giác rất quen thuộc, bởi lẽ đó chính là cơn co thắt tử cung. Tôi có thể sẽ lại sinh non. Lúc này trong tâm trí của tôi rối bời, tôi cắt lời Xích Tùng Tử một cách không hề ngại ngùng. Tôi xin lỗi, phòng live của tôi không hoan nghênh các chủ phòng xem bói đâu. Hoa Hoa, nhớ kỹ, nếu đứa bé không còn, nhất định phải suy nghĩ lại về vấn đề đó. Xích Tùng Tử lo lắng hét lên. Bụng tôi đau đến không chịu nổi. Tôi lập tức tắt trận PK, sau đó ngắt livestream. Tôi cố gắng gọi cấp cứu. Lúc này máu và cả nước ối đã tràn ra ở trên đùi. Cơn đau dữ dội làm tôi như muốn ngất xỉu. Tôi cố gắng giữ cho đầu óc mình tỉnh táo để gặp bác sĩ. Tôi nắm lấy tay cô ấy, cầu xin cô hãy cứu lấy con của tôi. Cho đến khi tỉnh lại, chồng tôi là Cố Tuấn đang ngồi ở bên cạnh. Anh nắm lấy tay tôi nói một câu mà tôi đã nghe điều ở đấy đến 4 lần. Em yêu, em đừng buồn,
Chúng mình còn trẻ, rồi chúng mình sẽ lại có con thôi. Tôi phát điên, bàn tay tôi cua quào ở trên bụng. Tôi phát hiện chỗ phòng to quen thuộc đã xẹp xuống. Nơi đó trống rỗng. Cổ họng của tôi như là bị ai đó bóp chặt lại. Tôi muốn khóc, nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Không biết là đau bụng hay đau tim, nhưng nó đau đến nỗi thở cũng đau. Như thể là tôi bị nhốt ở trong một cái hộp kín, ngột ngạt. Tại sao lại như thế chứ? Đã 6 tháng rồi cơ mà. Để bảo vệ cái thai, tôi thậm chí đã nghỉ làm. 3 tháng đầu, hầu như tôi đều nằm ở trên giường, không cả dám thở mạnh. 3 tháng sau, dù phôi thai đã ổn định, tôi còn không dám đi đâu, không dám dùng mỹ phẩm. Ăn uống cũng thật thanh đạm, ngủ sớm, dậy sớm, tập thể dục. Hàng ngày tôi đều xoa bụng để nói chuyện với con tôi. Tôi kể chuyện cho con tôi nghe, bật nhạc mô ra cho nó nghe. Thậm chí tôi đã mua rất nhiều những quần áo cho trẻ sơ sinh. Tôi đã cố gắng, cố gắng hết sức như vậy mà tại sao tôi vẫn chưa có phúc phần để làm mẹ. Ngồi bần thần, liên tưởng đến lời của Xích Tùng Tử. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Sau đó tôi nói là tôi muốn nhìn thấy con mình. Cố Tuấn ngẩn người một cách thiếu tự nhiên. Anh ta bối rối. Anh đã nhờ y tá xử lý rồi. Ngoan nào, đừng có lạp loạn lên nữa. Em chưa được khỏe, em khóc nhiều nó không tốt. Làm ơn đi, lần này dù sao em cũng muốn nhìn một lần. Cho em nhìn chị một lần thôi có được không? Tôi cố nhịn cơn đau quặn ở bụng, nắm chặt tay áo của Cố Tuấn. Nước mắt của tôi từng giọt rơi xuống trên cái ga giường. Khuôn mặt của Cố Tuấn sầm lại. Đứa bé đã chết rồi. Nhìn thì nó cũng chẳng sống lại được. Đã nói mà, đừng có làm loạn nữa. Anh đã xử lý rồi. Anh còn việc ở công ty. Em nghỉ ngơi đã. Anh không quấy rầy em nữa. Đừng cả nghĩ. Cố Tuấn đi rồi, tôi tìm y tá phụ trách phòng bệnh của mình. Đưa cho cô một cái phong bao. Tôi xin cô ấy đưa tôi đi xem con mình. Cô y tá do dự lặng lẽ kéo tôi ra một góc, đoạn nhỏ giọng: "Ơ thì chúng tôi vừa lấy đứa bé ra, thì chồng cô đã đòi sau đó cho vào trong hộp bảo quản, còn không cho cả chúng tôi đụng vào, để trong tủ chứa đồ của phòng bệnh. Lúc ấy cô vẫn còn đang bị gây mê, cô không biết. Vừa rồi chồng cô không nói với cô à?" Rõ ràng là đứa bé ở ngay trong phòng, tại sao Cố Tuấn lại nói là đã xử lý, không cho tôi xem? Anh ta sợ tôi đau lòng hay sao chứ? Tôi đóng cửa lại trong tâm trạng rối bời. Tôi mở tung từng ngăn tủ chứa đồ. Cuối cùng tôi tìm thấy cái hộp bảo quản ở ngăn dưới cùng, sát cái tủ tường. Thật nực cười, tôi đã mang thai 5 lần nhưng chưa lần nào được nhìn thấy con mình cả. Mỗi một lần xảy thai, khi tôi tỉnh lại thì con tôi đã bị xử lý rồi. Không ai gần gũi bằng chúng tôi, nhưng cũng chẳng ai xa lạ bằng. Hàng trăm ngày đêm ăn cùng ngủ, có thể cảm nhận nhau nhưng mãi mãi cũng chẳng thể nào nhìn thấy nhau. Tay tôi run rẩy, tôi run run đưa tay khẽ mở cái hộp bảo quản, kéo cái tấm vải phủ màu trắng. Cuối cùng tôi nhìn thấy đứa bé. Đứa bé ở trong bụng tôi đã qua 180 ngày. Đứa bé này là đứa ở với tôi lâu nhất trong những đứa con. Nó bé nhỏ, nó nhắm nghiền mắt. Thậm chí tôi còn nhìn thấy nó đã mọc tóc, nó có lông mi và nét mặt của nó rất giống tôi vậy. Nỗi buồn như thủy triều ập đến, bao bọc phủ kín tôi. Tim tôi như bị xé nát, bị nhúng vào nước lạnh. Tôi bất lực nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài trên gò má. Móng tay và cả làn da của nó có màu xanh tím nhạt, tựa như là nó bị chết ngạt. Thế nhưng tại sao nó lại chết ngạt được? Tôi vội vàng kiểm tra các giấy tờ xét nghiệm. Tuy nhiên về nguyên nhân chết ngạt, bác sĩ chỉ ghi không rõ nguyên nhân. Tôi nhớ không lầm khi bác sĩ đưa giấy, Cố Tuấn thậm chí còn chẳng thèm nhìn. Lúc tỉnh lại, tôi muốn hỏi bác sĩ thêm vài câu, nhưng anh ta ngăn lại bảo tôi đừng có lo lắng, cứ nghỉ ngơi,
mọi việc anh ta lo. Tôi nhớ lại khuôn mặt bình thản của Cố Tuấn mà trong lòng của tôi trở nên lạnh lẽo. Là do tôi sảy thai quá nhiều cho nên anh ta đã chai lì rồi hay sao? Nếu như không phải như vậy, không lẽ đúng như lời Xích Tùng Tử kia nói, việc con tôi lần nào cũng chết lưu trong bụng, hẳn là có liên quan đến Cố Tuấn. Thế nhưng tại sao anh ta lại làm như vậy chứ? Đó là con của anh ta cơ mà. Tâm trí của tôi rối bời. Lúc này ở ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vọng lại, hình như Cố Tuấn đã về. Tôi chợt nhận ra rằng là anh ta quay lại để lấy cái hộp bảo quản thi thể của đứa bé. Trước đó tôi đang hôn mê, anh ta không thể rời bệnh viện. Vừa rồi anh ta tức giận bỏ đi vội vàng cho nên không cầm theo cái hộp. Có lẽ đang đi anh ta chợt nhớ nên quay lại lấy. Tôi vội vàng đóng tủ, leo lên giường, đắp chăn, giả vờ vẫn đang ngủ. Cánh cửa khẽ kêu một tiếng, anh ta nhẹ nhàng gọi, Hòa Hòa. Hòa Hòa. Bước đến bên giường nhìn tôi, để chắc chắn là tôi đã ngủ và vẫn đang ngủ say. Anh ta mới nhẹ nhàng mở tủ, lấy cái hộp bảo quản, sau đó đóng cửa và rời đi. Tôi lấy điện thoại, lập tức mở hệ thống định vị để xem anh ta mang đứa bé con tôi đi đâu. Nếu như anh ta đưa đến chùa ở gần đó hoặc đưa đến nhà tang lễ, tôi có thể hiểu. Thế nhưng không, anh ta đưa đứa bé về nhà. Tại sao lại đưa về nhà? Anh ta định làm gì? Nhớ lại lời của Xích Tùng Tử, những nghi vấn ở trong lòng tôi càng ngày càng lớn. Tôi không quan tâm đến cơ thể của tôi vẫn còn đang mệt, đang đau. Tôi lập tức làm thủ tục xuất viện. Vừa ra viện, tôi liền đi thẳng về căn biệt thự 2 tầng của chúng tôi. Khi về đến nhà, Cố Tuấn đã đi. Giờ này chắc anh ta phải đi làm. Tôi cẩn thận tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy hộp bảo quản. Như thể nó đã biến mất. Tôi hoang mang lo sợ, lấy điện thoại đăng nhập vào ứng dụng livestream mong tìm Xích Tùng Tử. Cô ấy búi tóc như là một đạo sĩ. Cô ấy mặc đạo bào màu vàng nhạt. Cô ấy cũng đang ở trên live. Tôi lập tức tặng cho cô một món quà lớn để có cơ hội lên PK. Hoa Hoa, đứa bé đã mất rồi phải không? Xích Tùng Tử vào thẳng vấn đề. Trên màn hình livestream, ở phần comment mừng lập tức hiện đầy những dấu hỏi. Tôi gật đầu cố nén nước mắt. Xin lỗi, tôi không có thời gian an ủi cô. Tôi cần xác định một số việc. Chẳng hạn, đây đã là lần thứ mấy cô sảy thai rồi? Nếu như là 5, thì trong vòng 3 ngày, anh ta chắc chắn sẽ lấy mạng cô đấy. Lúc đó, để cho cô xuống dưới đó cùng với con cô. Cô hiểu không? Tôi cười khổ, nói rằng lần này đúng là lần thứ 5. Hơn nữa, tôi đã nằm viện 2 ngày và hôm nay chính là ngày thứ 3. Khuôn mặt của Xích Tùng Tử nhợt nhạt, cô ta đập bàn. Chuyện này nguy hiểm rồi. Bây giờ đã qua 7 giờ tối, chỉ còn chưa đầy 5 tiếng nữa là sẽ đến lúc nửa đêm. Ấy, lại là cái chiêu ngày cuối cùng đấy mà. Uầy uầy uầy, ai đúng thế, thật là giả tạo. Làm sao có thể sảy thai những 5 lần, nhiều thế nhỉ các chị em nhỉ? Uầy, tôi bỏ lỡ điều gì sao? Anh ta là ai? Này, lừa đảo à? Các vị đang diễn kịch đấy à? Hàng loạt những bình luận rất khó nghe nhưng cũng có phần hợp lý. Liệu Xích Tùng Tử thật sự đáng tin? Cô ta thật lòng muốn giúp tôi hay chỉ là đang gieo nỗi sợ hãi vào lòng tôi? Tại sao? Tại sao chồng tôi lại muốn hại tôi và con tôi? Rõ ràng chúng tôi là những người thân thiết với anh ấy mà. Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, hỏi ra nghi vấn ở trong lòng. Tôi phải thật bình tĩnh và mạnh mẽ lên. Xích Tùng Tử thấy tôi không tin, liền thở dài lắc đầu. Đúng là tình yêu mù quáng. Cô cũng đã tận mắt thấy đứa bé rồi. Cái chết của thai nhi lớn như thế chắc chắn là không có bình thường đâu. Cô nhớ lại xem, trước khi cô sảy thai có điều gì bất thường không?
Thực ra trước khi sảy thai, tôi quả thực có xảy ra vài điều không ổn. Lần này sảy thai không biết có phải là do ảo giác không. Khi cái bụng to lên, sàn nhà ở trong nhà tôi rất trơn, thậm chí đến cả giày của tôi cũng vậy. Lúc mang thai được 5 tháng, tôi bị trượt ngã trong phòng tắm. Vì hoảng sợ, thai nhi cử động nhiều, tôi bị chảy máu. Tôi buộc phải nằm viện dưỡng thai một thời gian. Nhưng tôi mơ hồ nhớ rằng từ khi xuất viện, cô Tuấn bắt đầu nấu tổ yến đỏ để cho tôi ăn, nói như vậy là để an thai. Nhưng không biết có phải là do ảo giác hay không. Khi ăn tổ yến đỏ, tôi không thấy hiệu quả an thai, mà ngược lại tôi cảm giác tử cung co bóp nhiều hơn. Có thể đó chẳng phải là tổ yến đỏ đâu, mà là tổ yến trộn với bột hoa hồng đấy. Chồng cô không muốn cô đẻ đứa bé này ra. Xích Tùng Tử khuôn mặt trầm ngâm, câu nói của cô như một quả bom bùng nổ, khiến cho buổi livestream lập tức bùng nổ ngay. Này, cô ta chắc chắn là xem quá nhiều phim cung đấu rồi, cái trò quái quỷ gì vậy? Ơi ơi, tôi sợ chết khiếp. Này, đây là cái kịch bản quái quỷ gì vậy? Thật là quá đáng. Người ta đang sảy thai, lại còn nói như thế, thì khác gì bảo người ta là chồng người ta hại người ta, vô lý. Này, cái cô Xích Tùng Tử này bị bệnh đấy à? Ơi, tối rồi còn dọa người. Câu nói của cô ấy khiến tôi nhớ lại, dường như là Cố Tuấn thực sự là không muốn tôi đẻ đứa bé ra. Thế nhưng khi đó là vì anh ta thương tôi. Lần cuối cùng giữ được thai thành công, tinh thần của tôi không tốt, giấc ngủ rất kém. Cố Tuấn thương xót nói, vợ em đã chịu nhiều vất vả rồi, hay là chúng mình không đẻ con nữa, bỏ đứa bé này đi, anh chỉ cần có em là đủ mà. Làm gì có cái chuyện bỏ thai khi thai đã to như vậy. Tôi kinh ngạc kiên quyết lắc đầu. Trừ khi con bỏ em, nếu không em sẽ tuyệt đối không bỏ con đâu. Ánh mắt của anh ta tối sầm lại, vuốt tóc tôi. Anh ta không nói gì cả, lặng lẽ nấu tổ yến đỏ cho tôi uống. Nếu như anh ấy không muốn có con thì ngay từ đầu có thể tránh thai, tại sao lại phải tốn công khiến sảy thai như vậy? Dù sao thì Cố Tuấn cũng là người tôi đã thầm yêu nhiều năm, mới may mắn có được, là người bạn đời của tôi. Tôi thực sự là không muốn nghĩ xấu về anh. Xích Tùng Tử cười lạnh nói. Cô có nghĩ đến việc anh ta muốn có thai nhi đã thành hình không? Nếu tôi đoán không nhầm, 4 đứa bé trước con của cô đều sảy thai ở tháng thứ 4 trở lên. Có phải hay không? Câu nói này giống như là một đòn đánh mạnh vào đầu của tôi, khiến tôi nhất thời choáng váng. Bởi vì thực sự 3 lần trước đúng là sảy thai ở gần tháng thứ 5. Lần thứ 4 tôi cẩn thận giữ thai, kéo dài đến tháng thứ 5. Còn lần thứ 5 này tôi gần như bảo vệ thai đến căng thẳng thần kinh, nhưng cũng chỉ kéo dài được đến tháng thứ 6. Không phải tôi chưa từng hỏi bác sĩ khoa sản, nhưng họ rất cẩn trọng, chỉ nói có thể là do chất lượng phôi hoặc trứng không tốt, hoặc là do thể trạng của tôi đặc biệt. Thế nhưng Cố Tuấn yêu tôi như vậy, lại thích trẻ con như vậy, tại sao lại muốn có thai nhi hình thành đã chết? Để đứa bé sống chẳng phải là tốt hơn hay sao? Như vậy nó không hợp lý. Tại sao Xích Tùng Tử lại khẳng định chồng tôi hại tôi và con? Cô ấy thực sự muốn giúp tôi, hay là cô ta còn có mục đích nào khác? Tâm trí của tôi rối bời. Tôi đi vào phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh. Tôi cố giữ cho bản thân mình phải thật tỉnh táo. Gương mặt của tôi ở trong gương phản chiếu trông thật nhợt nhạt. Cô nói đúng, tôi sảy thai đều khi cái thai đã lớn, nhưng hiện tại không có chứng cứ trực tiếp cho thấy liên quan đến chồng tôi. Tất cả chỉ là phỏng đoán của cô. Tại sao chồng tôi lại muốn hại vợ và con chứ? Chúng tôi rõ ràng là những người gần gũi nhất với anh mà. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, ngồi xuống ghế, tôi liền nói ra nghi vấn. Xích Tùng Tử thở dài. Công việc của chồng cô có phải là rất thuận lợi không? Người khác một năm chỉ tăng lên một bậc, nhưng anh ta một năm có thể thăng cấp lên 2-3 bậc. Quả đúng là như vậy. Sự nghiệp của Cố Tuấn đang trong giai đoạn thăng hoa. Công ty anh ta xây dựng
rất nổi tiếng. Khi công ty cổ phiếu được đưa lên sàn chứng khoán, lập tức được mua hết sạch, liên tục tăng trong 7 ngày. Gần đây anh ta còn thành lập một công ty con ở tận đất Mỹ, nghe nói mọi thứ cũng rất thuận. Thế nhưng trước khi chúng tôi kết hôn, anh ta cũng đã nổi tiếng là một chuyên gia tài chính. Điều này không thể nói lên được điều gì. Chồng tôi khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, sự nghiệp rất thuận lợi hơn hẳn những người bình thường. Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến việc tôi sảy thai? Những chuyện mang tính thần bí như vậy, nếu như không có chứng cứ xác thực, chỉ dựa vào lời nói của một thầy bói, tôi tuyệt đối không thể tin. Vậy đúng vậy, chồng cô ấy có thể là do may mắn cho nên mọi sự thuận lợi. Uầy uầy, cô gái này có khuôn ở trong bụng rồi cho nên bị sảy thai liên tiếp. Có vẻ như hai cái chuyện này thực sự liên quan đến nhau. Uầy uầy, chủ phòng, tốt nhất là đưa ra một lý do thuyết phục đi, nếu không tôi report đó. Rất nhiều người đang xem live cũng đồng tình. Xích Tùng Tử bất lực, thở dài. Thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Những cái chuyện như thế này không thể phơi bày ra ngoài được. Nhà cô bình thường, có phải là chẳng mấy khi kéo rèm ra không? Tôi lắc đầu, không. Xích Tùng Tử liền cau mày. Cô nghĩ xem, có chỗ nào mà cô không được vào, và rèm cửa cũng không được kéo ra. Sau khi cô nhắc nhở, có vẻ như tôi nhận ra thực sự có một nơi như vậy. Tôi không thường xuyên vào đó, và rèm cửa ở đó cũng hiếm khi mở ra. Đó chính là phòng thay đồ ở trong phòng ngủ phụ của nhà tôi. Nơi đó để những bộ sưu tập các bức tranh búp bê và tài liệu kinh doanh quan trọng của Cố Tuấn. Những bức tranh này khi tiếp xúc với ánh mặt trời sẽ dễ bị oxy hóa. Vì vậy, rèm cửa ở đây rất ít khi bị kéo ra. Cố Tuấn đã từng nói đó là thế giới riêng của anh, bảo tôi cho anh một chút quyền riêng tư. Vợ chồng thì cũng nên tôn trọng nhau, vì vậy tôi cũng rất ít khi vào đó. Cô đi xem thử đi, nhưng cô phải chuẩn bị tinh thần đấy. Dù nhìn thấy gì, cô nhất định cũng phải giữ bình tĩnh. Xích Tùng Tử nói bằng vẻ mặt nghiêm trọng, lập tức bình luận lại bùng nổ. Cảm giác thật là bí mật, cứ như là trò chơi khám phá vậy. Các chị em, tim tôi đập nhanh quá. Uầy, thật là căng thẳng đó. Này, phần phiên live này thực sự là quá hay. Tôi phải xem xong rồi mới dám đi đái. Tôi lập tức đeo tai nghe Bluetooth, điều chỉnh lại camera hướng ra bên đó. Sau đó từng bước tiến về phía căn phòng. Trong lòng bàn tay tôi đã rịn đầy mồ hôi. Những bình luận nảy thêm vài dòng, sau đó tất cả im phăng phắc, tựa như bọn họ cũng đang hồi hộp. Khi mở cửa phòng thay đồ, lập tức như có một luồng gió lạnh thổi qua. Tôi rùng mình, bật công tắc đèn. Dưới ánh đèn vàng vàng mờ nhạt, một bức tường mô hình búp bê hiện lên ở đối diện. Tất cả ánh mắt của chúng đồng loạt hướng về phía tôi, khiến tôi rùng mình. Uầy, làm tôi sợ chết khiếp. Tôi cũng vậy đó, tôi cũng thế. Uầy, tôi sợ muốn đái cả ra quần. Thế nhưng trong đó ngoài những con búp bê thì không thấy có gì khác. Xích Tùng Tử lại tiếp. Cô tìm kỹ đi, chắc chắn ở đây. Ở trong phòng này rất nặng âm khí đó. Lúc này điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông, là Cố Tuấn gọi. Chắc chắn là ở phòng này. Cô vừa vào là anh ta cảm nhận được. Đừng có nghe điện thoại, nhanh nhanh tìm đi, nếu không thì không kịp. Xích Tùng Tử nói một cách vội vã. Tôi chạm vào từng con búp bê, gõ từng ô, bấm từng nút. Uầy uầy, Hoa Hoa, cô có thể nói xem là chúng ta đang tìm cái gì không? Này, có tìm thấy gì không Hoa Hoa? Hoa Hoa, tiết lộ một chút đi, để một lát, tránh làm tôi sợ vỡ mật. Đồng ý. Tôi chui trong chăn rồi. Tìm đi Hoa Hoa. Ở trong phiên live, những người xem đều đang nín thở. Ai mà không kìm nổi thì mới gửi một vài dòng bình luận để tự động viên bản thân. Bất chợt khi chạm vào một trong những mô hình, tôi nghe một tiếng cạch rất nhỏ.
Một tấm ván nhỏ ở phần kệ sát tường từ từ mở ra, bên trong là một cái két sắt. Tôi thử vài mã số nhưng đều không đúng. Cuối cùng tôi thử dùng ngày kỷ niệm ngày cưới của tôi và Cố Tuấn, thì khóa cạch một tiếng nữa mở ra. Lúc camera hướng vào những thứ ở trong két, hàng loạt bình luận hiện lên. Ờ, chỉ có thế thôi à? Ôi, chết tiệt, sợ hết cả hồn. Lại chỉ có thế? Uầy, thế là chủ phòng thất bại rồi. Này này, lẽ nào Xích Tùng Tử không phải là thầy bói, mà là gián điệp thương mại, muốn tìm bí mật kinh doanh của chồng của Hoa Hoa? Ở bên trong két, ngoài một số tiền mặt thì toàn là tài liệu khách hàng và hợp đồng. Nói cách khác, két sắt này chứa toàn bộ bí mật kinh doanh của Cố Tuấn. Những năm qua anh ta đã làm việc chăm chỉ để đạt được thành công ngày hôm nay đâu có dễ. Nghe cư dân mạng nói vậy, tôi nghĩ mình đã rơi vào một cái bẫy. Xích Tùng Tử im lặng, trên trán nhíu chặt lại. Cô ta rút ra 3 đồng xu tung lên, nhìn chằm chằm sau khi gieo đồng đài. Cô ta đột nhiên nói: Di chuyển cái két sắt, nếu có, nghĩa là số mệnh của cô chưa tận đâu. Nếu không có, tôi sẽ bỏ nghề, không sẽ bói nữa. Đến mức này tôi đành phải cố di chuyển cái két sắt. May mà cái két sắt không quá nặng. Vừa nhích ra thì tôi nghe đánh phịch một tiếng, bức tường đằng sau két sắt bật ra một cánh nhỏ. Chính là ở trong đây, nhanh lên, ở trong đó là một cái ban thờ đó. Xích Tùng Tử nói bằng giọng kích động. Tôi nhẹ nhàng bước tới, mở cánh cửa nhỏ. Tôi kéo một tấm rèm ra, cảnh tượng trước mắt khiến cho tôi rợn cả tóc gáy, gần như ngất xỉu. Là một cái bàn thờ, ở trên đó đầy những ký hiệu pháp thuật bằng máu. Có 5 cái bài vị nhỏ được đặt ngay ngắn. Những cái xác ướp trẻ sơ sinh nhỏ xíu nằm ở ngay dưới cái bài vị. Cái mới nhất đang được ngâm trong một bình phọc môn, chính là đứa bé mà tôi đã nhìn thấy trong cái hộp bảo quản ở bệnh viện. Điều kỳ lạ là dù những cái xác khô hay là cả đứa bé đều đang phập phồng như là đang thở. Quả thực là tôi có thể nhìn thấy chúng nó đúng như là còn đang thở vậy. Trước những cái xác khô đó có đặt lư hương, đồ chơi, quần áo trẻ sơ sinh, đồ ăn vặt và có cả bình sữa. Hàng loạt những bình luận bắt đầu hiện lên. Mẹ kiếp, kinh khủng quá. Trời ơi, cái quái quỷ gì thế này? Ôi, tôi ngất mất. Tôi tuyệt vọng, đưa tay che miệng, nước mắt của tôi trào ra. Cả 5 đứa đều là con tôi. Chẳng trách trong giấc ngủ chập chờn, tôi thường nghe tiếng trẻ con vui đùa. Tôi thường nghe tiếng gọi mẹ. Trước đây tôi nghĩ là mình bị suy nhược thần kinh. Sau đó, tôi lại nghĩ là một loại ảo giác trong kỳ mang thai. Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện lại đến mức này cả. Tại sao? Tại sao anh ấy lại làm như vậy chứ? Không biết là vì sợ hãi hay vì kinh tởm, tôi không ngừng nôn khan. Cố Tuấn đẹp trai tài giỏi, nho nhã và lịch thiệp. Sau khi kết hôn, luôn yêu chiều tôi hết mực, không khác gì những nam thần ở trong tiểu thuyết ngôn tình. Tôi thực sự không thể liên tưởng đến hành động kinh tởm và tàn nhẫn này của anh ta được. Xích Tùng Tử mới nói: Cô đã từng nghe nói về ngũ quỷ vận tài chưa? Dùng phương pháp đặc biệt luyện 5 thai nhi yểu mạch, đoạn vận thành tiểu quỷ, sau đó nuôi dưỡng chúng để chúng thu hút tài lộc đó. Ở trong ngũ quỷ vận tài, hiệu quả mạnh mẽ nhất chính là dùng con ruột của mình để luyện thành tiểu quỷ. Tốt nhất là đứa trẻ còn chưa được sinh ra, chưa thấy ánh mặt trời, bị sảy thai hoặc là phá thai đó. Điện thoại lại đổ chuông, vẫn là Cố Tuấn gọi. Tôi nhắn tin hỏi Xích Tùng Tử có nên nghe hay không. Cô liếc tôi một cái rồi nhắn lại: Muốn chết thì cứ nghe. Muốn ngũ quỷ vận tài phát huy công hiệu tối đa, phải trong vòng 3 ngày sau khi đứa trẻ thứ 5 chết, dùng máu tim của chính mẹ ruột làm vật dẫn để hoàn thành trận pháp cuối cùng. Tối nay anh ta chắc chắn sẽ giết cô đâu.
Vừa dứt lời thì bỗng nhiên cạch một tiếng, cửa chính mở ra, có người đi vào. Vợ ơi, vợ, em về rồi à? Sao em xuất viện mà không nói với anh một tiếng? Là cô Tuấn, đúng là anh ta. Đồng thời Xích Tùng Tử thì thào nói: trốn đi, nhanh lên. Nhưng ở trong phòng thay đồ chẳng có chỗ nào để trốn. Tiếng bước chân vang lên ở trong phòng khách, bản năng khiến cho tôi nhanh chóng khóa trái cửa phòng. Xích Tùng Tử, tôi phải làm gì đây? Tôi sợ đến phát khóc. Cửa phòng thay đồ chỉ là cửa gỗ, khóa cũng chẳng phải là khóa chống trộm. Nếu dùng lực đạp vài cái, hẳn là cửa sẽ bật ra. Tôi sắp đến chỗ nhà cô rồi, chỉ cần cô cầm cự 15 phút thôi. Xích Tùng Tử khẽ an ủi. 15 phút? Đùa sao? Tôi làm sao có thể cầm cự nổi đến 5 phút? Tôi tuyệt vọng nhìn điện thoại, bình luận ở trong phiên live điên loạn, liên tục bật lên. A-di-đà-phật, tôi đã xem cái quái quỷ gì thế này? Ai, sợ quá, chủ phòng, ai, nhanh lên nào. Này, tôi cá rằng là anh ta sẽ đến phòng thay đồ đầu tiên đó. Trốn ở đâu đây? Ra sau tấm rèm đi, mau, đi ra sau tấm rèm. Này, đừng khóa cửa phòng thay đồ, khóa lại như thế, thì khác nào nói với anh ta rằng cô đang ở trong đó. Tôi thấy có lý, lập tức mở khóa, sau đó trốn sau tấm rèm dày. Tiếng bước chân ở bên ngoài vang lên, có vẻ như tiếng bước chân càng lúc càng gần vậy. Nỗi sợ ở trong lòng tôi lập tức dâng tràn, đến ngay cả nhịp tim của tôi đập thình thịch tôi cũng nghe rất rõ. Không biết có phải là do quá căng thẳng mà tôi nghe nhầm hay không. Tôi còn mơ hồ nghe thấy cả tiếng thở và tiếng hút sữa chồn chụt ở chỗ cái ban thờ. Có lẽ là tôi không nên trốn ở trong phòng thay đồ. Vợ ơi, nếu em muốn về nhà thì nói với anh một tiếng, anh sẽ đến đón. Thôi mà, đừng giận nữa. Anh đảm bảo lần sau em sẽ sinh ra một đứa bé khỏe mạnh đủ ngày đủ tháng mà. Anh ta đã bước vào, đứng ở ngay trước tấm rèm cửa, cách tôi có lẽ chỉ 10 cm. Tôi nín thở, cố gắng siết chặt tay để không cho mình run rẩy. Anh ta hừ một tiếng, chắc đã nhìn thấy cái ban thờ mà tôi chưa kịp đóng lại. Vợ, em đã thấy hết rồi phải không? Em phải nghe anh giải thích. Đây là phép thuật của Mao Sơn. Cách này không chỉ có thể xua tan oán khí của đứa trẻ, mà còn giúp chúng tu luyện để chúng được đầu thai lại vào nhà mình. Không phải là em luôn tiếc nối vì không giữ được con hay sao? Vợ ơi! Lúc này ở trong ban thờ phát ra những tiếng rúc ra rúc rích. Tôi liếc nhìn qua khe hở của tấm rèm cửa. Tôi thấy Cố Tuấn giơ tay ra từ điện thờ, có mấy hình bóng nhỏ bò lên người của anh ta, mở miệng gọi: ba, ba. Đứa lớn nhất chính là đứa bé mà tôi sảy thai hôm trước. Cuối cùng nó cũng bò ra, toàn thân của nó ướt đẫm đầy phọc môn. Nó mút mút ngón tay, đôi mắt của nó đảo liên tục. Các con, chúng ta mau đi tìm mẹ nào, để cho mẹ mãi mãi ở bên chúng ta, có được không nào các con? Con đói. Vậy chúng ta đi tìm mẹ. Tìm thấy mẹ rồi các con sẽ có đồ ăn thôi. Tiếng bước chân rời dần ra xa khỏi phòng thay đồ. Đến lúc ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Ở trên phiên live có vài dòng bình luận xuất hiện. Này, tôi thấy rồi, là tiểu quỷ thật các ông ơi. Ôi, tôi sợ chết khiếp. Tôi không có dám thở mạnh. Trời ơi, tôi không nhịn nổi nữa. Anh em xem tiếp đi, tôi đi tìm mẹ tôi thôi. Ấy, cầu trời phù hộ. Ấy. Lúc này ở trong tai nghe của tôi vang lên giọng của Xích Tùng Tử. Cô thấy 5 cái bài vị ở trên bàn thờ không? Trong đó là Thi Du. Những đứa trẻ chết non này biến thành như vậy là vì nó. Lấy chúng nó ra, trốn vào phòng làm việc của cô. Đợi đến lúc nào tôi tới thì mở cửa sổ ném ra cho tôi. Sau khi cầm cái bài vị, tôi cẩn thận nghe ngóng.
Hình như là họ đã đi vào trong phòng ngủ. Tôi đi chân trần rón rén đến phòng làm việc. Vừa định bước vào thì bỗng nhiên tôi nghe tiếng gọi. Mẹ. Nhìn xuống là một cái xác trẻ sơ sinh đang nắm lấy ống quần của tôi, ngước con mắt trống rỗng nhìn tôi. Tôi hét lên kinh hoàng, ngẩng đầu. Tôi nhìn thấy Cố Tuấn và những cái xác đang bò trên người của anh ta. Tất cả đều đang quay phắt mặt lại nhìn tôi. Tôi không do dự, tôi hất cái xác đứa trẻ ra, lao vào trong phòng làm việc, khóa chặt cửa lại. Cố Tuấn xông tới, anh ta đập cửa thầm rầm rầm, gào thét. Hoa Hoa, mở cửa ra Hoa Hoa. Em lấy cái bài vị rồi phải không? Đừng có nghe người ngoài. Người đó không phải là người tốt đẹp gì đâu. Đừng có đưa bài vị cho cô ta. Đưa cho cô ta, các con của mình sẽ bị cô ta luyện thành tiểu quỷ để hút thu hút tài lộc. Đừng có đưa cô ta, đưa cho cô ta là chết đó. Hoa Hoa, em phải tin anh, phải tin anh chứ. Lúc này ở trong tai nghe lại vọng lên tiếng của Xích Tùng Tử. Hoa Hoa, cô ở trong phòng làm việc rồi phải không? Tôi tới rồi, mở cửa sổ ra, ném bài vị cho tôi. Tôi sẽ phá hủy bài vị đó, tiểu quỷ sẽ tan biến, cô sẽ an toàn thôi. Tôi giật mình tỉnh lại. Lúc này giọng của tôi đanh xuống. Tôi không gửi định vị cho cô. Làm sao mà cô biết nhà tôi đang ở đâu? Trong phòng live stream lặng đi, sau đó lại bùng nổ. Chết tiệt, cái quái quỷ gì thế? Ấy, quay xe rồi, tôi nổi cả da gà. Này, anh em nghĩ xem, Xích Tùng Tử liệu có phải thật sự là kẻ xấu không? Là muốn luyện ngũ quỷ vận tài gì gì đó? Là từ lâu đã bày mưu với Hoa Hoa? Tôi thì tôi không nghĩ vậy đâu. Hoa Hoa đã từng đăng ảnh quang cảnh ở quanh nhà lên mạng. Xích Tùng Tử tìm được thì cũng có gì là lạ đâu. Nhưng mà sao lại tìm đến chính xác cả nhà? Thật đáng sợ. Xích Tùng Tử im lặng một chút, chuẩn bị giải thích thì bên ngoài vang lên âm thanh lo lắng của Cố Tuấn. Hoa Hoa, em nói chuyện với ai vậy? Em gọi pháp sư tới đấy à? Em phải tin anh chứ. Năm đứa trẻ này là con mình mà. Em nghĩ rằng là mỗi một lần sảy thai anh không đau lòng hay sao? Thực ra anh là anh sợ làm em buồn, cho nên anh cố tỏ ra mạnh mẽ. Mỗi lần anh nghĩ đến việc không thể giữ được con, anh rất đau khổ đó. Đó là bí thuật mà anh đã phải mất rất nhiều tiền mới mua được. Chỉ cần em cùng anh nuôi dưỡng, những đứa bé này sẽ tiêu biến hết oán khí. Lúc đó nó sẽ đầu thai lại, Và những đứa con sau này của chúng mình sẽ được ra đời một cách bình an. Em phải tin anh chứ. Em phải tin anh. Cố Tuấn thậm chí còn nhắc lại kỷ niệm ngày chúng tôi hẹn hò, nói rằng là anh ta sẽ nắm tay tôi suốt đời, sẽ cùng nhau đi đến khi đầu bạc răng long. Thời đại học tôi đã thầm yêu Cố Tuấn, nhưng lúc đó anh ta đã có vị hôn thê. Tôi chỉ có thể giấu kín điều đó trong lòng. Mãi đến mấy năm sau, khi biết hôn thê của anh qua đời, tôi mới dám đến bên cạnh anh. Không tự chủ được, tôi bước từng bước đến trước cửa, tay tôi nắm lấy cái núm cửa. Hoa Hoa, đừng để bị anh ta lừa. Trong khoảnh khắc quan trọng, bên tai nghe của tôi lại vang lên giọng của Xích Tùng Tử. Tôi lại dừng bước. Hoa Hoa, cô có thực sự hiểu chồng mình không? Thử hỏi anh ta xem, cô còn nhớ đến Giang Nguyệt và đứa con của cô ấy không? Giang Nguyệt, cái tên nghe rất quen, hình như chính là vị hôn thê đã mất của Cố Tuấn. Chị gái của tôi, Giang Nguyệt, đã bị anh ta hại chết như thế nào? Lần thứ ba sảy thai, chị phát hiện ra tất cả, không chịu nổi cú sốc. Chị đã tự thiêu cùng với xác của ba đứa con. Cô hỏi anh ta xem, tất cả có đúng là như vậy không? Đến đây thì Xích Tùng Tử nghẹn ngào hét lên. Đáng tiếc là khi tôi về thì đã muộn. Những năm qua tôi luôn tìm kiếm anh ta. Cuối cùng ông trời không phụ lòng người. Tôi đã tìm thấy live stream của cô. Tôi đã thấy ảnh cưới của hai người. Tôi nhận ra anh ta. Hoa Hoa, cô phải tin tôi, là tôi thực sự muốn giúp cô mà. Tôi bán tín bán nghi hỏi lại Cố Tuấn. Theo những lời Xích Tùng Tử nói, không ngờ vừa nghe xong anh ta liền nổi giận. Nhắc đến người đàn bà đó làm gì? Cô ta đã hại chết con tôi. Chỉ thiếu hai đứa nữa. Chỉ thiếu hai đứa nữa thôi là đã thành công rồi. Mở cửa mau. Mở cửa. Mở cửa dã. Các con chúng nó đói.
đưa máu của cô cho chúng. Mau lên, cho chúng nó ăn đi. Tôi sẽ thành công. Khi tôi trở thành tỷ phú, tôi sẽ lập bài vị trường sinh cho cô. Hoa Hoa, mở cửa ra, mở cửa ra. Quả đúng như lời Xích Tùng Tử nói, là Cố Tuấn lừa tôi. Nếu như tôi mở cửa, anh ta sẽ giết tôi. Mẹ, mở cửa. Mẹ, mở cửa ra. Mở cửa ra đi mẹ. Mở cửa. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ ơi. Những giọng nói ngây thơ nhưng đầy quỷ dị cùng với tiếng gào thét của Cố Tuấn vang lên. Cuối cùng cánh cửa gỗ bị anh ta đạp mạnh, phát ra những âm thanh răng rắc như muốn vỡ. Tôi phải dùng hết sức lực kéo bàn ghế để chặn cửa. Tôi ngồi bệt xuống sàn, toàn thân run bần bật, điện thoại rơi xuống đất. Liên tục những comment hiện lên. Này, cố gắng lên chị gái. Báo cảnh sát đi, tôi sẽ báo cảnh sát giúp chị. Đúng rồi, báo cảnh sát. Chị gái, tin theo lời Xích Tùng Tử đi. Kẻ bên ngoài là kẻ điên đó, nó là một kẻ điên. A Di Đà Phật, tôi chỉ đi ngang qua. Xin hãy cứu rỗi tâm hồn của tôi. Chị gái, nhà chị có mấy tầng? Lấy rèm cửa làm dây, leo xuống mà chạy. Nhà tôi là biệt thự 2 tầng, cách này cũng đáng để thử. Hoa Hoa, đưa bài vị cho tôi, sắp đến 12 giờ rồi. Xích Tùng Tử ở bên dưới lo lắng gọi. Nhưng tôi cũng không dám tin Xích Tùng Tử. Đến cuối cùng, tôi chắc chắn là sẽ không giao bài vị cho cô ta. Rầm một tiếng, Cố Tuấn đã cầm rìu bổ thẳng vào cửa, cánh cửa gãy làm đôi. Tôi không có thời gian để nối rèm cửa. Tôi chỉ kịp kéo rèm và nhảy xuống ngay khi cửa bị đập vỡ. Không may cho tôi rơi xuống ngay bên cạnh một viên đá có cạnh sắc. Mặc dù không phải va vào viên đá, nhưng chân tôi bị cắt một vết sâu, máu đã chảy ra ồ ạt. Trong lúc tôi đau đớn gần như ngất xỉu, tôi ngẩng lên thì nhìn thấy khuôn mặt tái mét của Cố Tuấn và những cái đầu nhỏ xíu thò ra từ cửa sổ. Giữ mạng là quan trọng. Tôi nhịn đau ném bài vị cho Xích Tùng Tử đang đứng bên cạnh viên đá. Xích Tùng Tử bắt lấy cái bài vị. Đừng có đưa cho cô ta. Đừng có đưa cho cô ta. Đúng là con đàn bà ngu xuẩn mà. Tiếp theo, Cố Tuấn ôm lấy một cái bình mang theo 5 xác của đứa trẻ, xông ra bên ngoài bao vây lấy Xích Tùng Tử. Tôi muốn kiểm tra xem những người xem của tôi trong phiên livestream đã báo cảnh sát chưa. Nhưng phát hiện khi nhảy xuống, điện thoại đã rơi vỡ, tôi chẳng còn cách nào. Tôi nghiến răng kéo lê cái chân có lẽ đã bị gãy, dựa vào một thân cây. Xích Tùng Tử không hề hoảng loạn, lúc này cô ta mỉm cười. Chào anh rể, tôi là em gái của Giang Nguyệt, Xích Tùng Tử. Tôi có một món quà muốn tặng anh đây, anh có thích không? Hóa ra là mày, con khốn. Thì ra là vậy. Bảo sao đến phút cuối cùng người phụ nữ này lại đột nhiên thông minh như vậy. Cố Tuấn nhìn Xích Tùng Tử nghiến răng. Đúng vậy, vì tôi đã lấy được bài vị. Xích Tùng Tử đắc ý giơ cao bài vị trong tay, sau đó liếc nhìn tôi. Cố Tuấn khuôn mặt tối sầm, vỗ vỗ cái bình ở trong tay cười lạnh. Mày nghĩ là tao không có chuẩn bị à? Đây là cho cốt của Giang Nguyệt. Muốn lấy cho cốt của chị mày thì dùng bài vị đổi. Nếu không, tao sẽ hất tung xương cốt của chị mày lên. Xích Tùng Tử nghe thấy thì cười lớn. Cô ta cười đến gập cả bụng vào. Anh lấy cho của Giang Nguyệt để uy hiếp tôi à? Anh cứ ném tung đi. Dù sao thì người đã chết, nhưng bài vị lại ở chỗ tôi. Những năm qua anh đã vất vả luyện ngũ quỷ vận tài, từ nay nó sẽ là của tôi. Tôi đã tìm kiếm cực kỳ vất vả đó. Xích Tùng Tử cười đắc ý, quay sang nháy mắt với tôi, giơ tay lên. Anh ta lẩm bẩm đọc vài câu thần chú, cắn ngón tay giữa, bôi máu lên trên bài vị. Những đứa trẻ đột nhiên đôi mắt đỏ ngầu, quay phắt lại nhìn thẳng vào Cố Tuấn. Sau đó chúng nó rít lên một tiếng, rồi lao vào, há cái mồm đầy răng nhọn, cắn thẳng vào cổ của anh ta. Cố Tuấn ném bình cho cốt về phía Xích Tùng Tử, vừa đập đập trên người mình vừa chửi. Đồ vốn,
Lũ vô ơn, Tao cũng đã nuôi chúng mày bằng máu mà. Lũ vô ơn. Gió thổi cuốn cho cốt bay tứ tán khắp nơi. Nhân dịp lúc này, tôi lặng lẽ bò về phía cửa lớn, nhưng không ngờ bị Xích Tùng Tử túm lại. Đừng đi Hoa Hoa, một lát nữa tôi còn dùng máu của cô đó. Tiếng chuông vang xa xa giữa đêm khuya. Đã qua 12 giờ rồi, không có tác dụng đâu. Tôi ngẩng đầu nở nụ cười yếu ớt. Xích Tùng Tử bật cười. Hoa Hoa, cô nghĩ cái gì vậy? Tôi đâu có phải muốn chiếm ngũ quỷ vận tài. Vừa rồi tôi chỉ là muốn chọc tức Cố Tuấn, là tôi muốn siêu độ những đứa trẻ này. Tôi muốn hóa giải oán khí của chúng, tiễn chúng vào luân hồi. Còn máu của cô là máu mẹ, máu mẹ có thể hóa giải sự thù hận của các con. Lúc này Cố Tuấn kêu lên đau đớn, từ cổ của anh ta máu trào ra. Anh ta cố gắng che lại, nhìn tôi đau khổ. Hoa Hoa, đừng tin nó. Nó là giọng nói của anh ta dần dần nhỏ lại. Con mắt trợn trừng nhìn Xích Tùng Tử đầy oán hận và bất cam. Sau đó đoạn hơi ngã vật xuống. Máu chảy nhuộm đỏ cái áo sơ mi trắng của anh ta. Những đứa trẻ bò lên há miệng uống máu. Trong thân thể trong suốt của chúng chuyển thành màu đỏ lòm. Xích Tùng Tử cười khẩy. Chết rồi sao? Chị tôi sao lại yêu một kẻ ngoài sáng trong thối nát như anh chứ? Chị tôi đúng là đồ mù quáng. Cô ta lấy ra một cái kim màu đen, nói với tôi. Hoa Hoa, tôi cần 5 giọt máu của cô để hóa giải oán khí của bọn trẻ. Trán, ngực, đầu ngón tay giữa, đầu lưỡi. Hơi đau một chút, cô cố chịu. Nói xong, cô ấy kéo tay tôi và đâm. Tôi phản ứng nhanh, nắm chặt lấy tay cô ấy kéo xuống. Ép tay cầm kim của cô ấy vào lưng của cô ấy, đè cô ta xuống. Đoạt kim, đâm thẳng vào cổ họng của cô ta. Cô ta cười khổ. Cô còn biết cả thuật khống chế sao? Đúng là tôi đã coi thường cô. Là do tôi giấu tài, đến cả Cố Tuấn cũng không biết điều này. Cô không biết cũng không có gì lạ. Nói đi, tôi bây giờ phải gọi cô là Giang Nguyệt hay là cô gọi là Xích Tùng Tử đây? Tôi đè chặt cô ta xuống, sau đó lấy cây kim đè lên cổ cô ta. Xích Tùng Tử run rẩy. Đây không phải là kim, mà là đinh quan tài phải không? Là cô muốn biến tôi thành khôi lỗi phải không? Xích Tùng Tử cười lạnh. Đúng vậy. Cô đã phát hiện ra rồi à? Nhưng sao cô lại cho rằng tôi mới là Giang Nguyệt? Tôi nắm một nắm cho bụi rơi vãi ở trên đất, nhét thẳng vào miệng cô ta. Cô nếm thử đi. Bột mì và sữa bột, làm giả cho cốt, cũng không dùng tâm. Chỉ đủ để lừa Cố Tuấn là cùng. Xích Tùng Tử nhổ ra một ngụm bột, túm lấy cái chân bị thương của tôi, bóp chặt. Tôi đau đớn buông cô ta ra. Cô ta nhân cơ hội túm lấy bài vị, cắn đầu ngón tay, bôi máu lên đó mà cười khanh khách. Bị chính những đứa con của mình cắn chết rồi uống máu thì cũng coi như cô chết đúng chỗ rồi. Hoa Hoa, yên tâm đi, sau khi cô chết, tôi sẽ biến cô thành khôi lỗi, cùng với các con của cô trở thành công cụ vận tài của tôi, giúp tôi trở thành người giàu nhất thế giới này. Lúc này tôi mím chặt môi, khống chế cơn đau ở chân. Tôi cười nhạt. Vậy sao? Đáng tiếc chúng là con tôi, mà con tôi thì sẽ không giúp cô đâu. Năm hình bóng nhỏ bé ngước lên, bước về phía tôi. Chúng nó bám lên trên người tôi, sau đó leo lên vai và ngồi ở đó. Xích Tùng Tử điên cuồng cắn ngón tay, bôi máu lên trên bài vị, niệm thần chú. Nhưng năm đứa trẻ vẫn không động. Cô ta hét lên. Sao lại như thế? Cô đã làm gì? Cô đã làm gì? Tôi đã sớm dùng máu và sữa của tôi để con tôi nhận tôi là mẹ. Vừa rồi cô tấn công Cố Tuấn chính là do tôi đồng ý, bọn trẻ mới làm. Cô nghĩ rằng máu của cô có tác dụng sao? Tôi lấy ra một chiếc điện thoại khác từ trong túi quần, giơ lên. Ở trên mạng không chỉ có một mình cô là streamer về huyền học. Làm sao cô có thể nghĩ rằng tôi chỉ tìm đến mỗi cô? Nào, cô chào tất cả khán giả đi. Ở trên màn hình điện thoại, ngoài một đạo sĩ ngồi đó vẻ mặt lạnh lùng, còn xuất hiện đầy những dòng chữ xin chào. Tôi hài lòng cảm ơn vị đạo sĩ kia và những người xem livestream của tôi. Thật ra ngay từ khi ở trong bệnh viện, tôi đã nhìn thấy Xích Tùng Tử quen mặt.
Chỉ là tôi không chắc cô ta có phải là Giang Nguyệt hay không. Vì vậy tôi nhờ một vài người bạn tìm một đạo sĩ Mao Sơn chính tông. Nhưng là tôi muốn xem Xích Tùng Tử thân phận thực sự là ai, đóng vai gì và muốn làm gì khi chủ động tìm tôi. Sư huynh. Là sư huynh. Xích Tùng Tử, hay bây giờ nói chính xác là Giang Nguyệt, trợn mắt nhìn vào màn hình điện thoại, rồi giận dữ quay sang nhìn tôi. Cô lại tìm cả sư huynh của tôi. Chính tôi là người đã chỉ cho Cố Tuấn cách làm ngũ quỷ vận tài. Hắn là đồ khốn nạn. Sau khi hại tôi phá thai, tôi phải giả chết, đi học pháp, sau đó quay lại để đòi nợ hắn. Ván cờ này, vốn là hắn phải bồi thường cho tôi. Còn cô chỉ là một con lợn nái để đẻ ra tiểu quỷ mà thôi. Tôi từ từ bám vào thân cây đứng lên. Vậy sao? Thế còn cô là gì? Cô không nhận ra cây đinh ở trong tay tôi đã biến mất rồi sao? Giang Nguyệt kinh hãi, đưa tay lần vào sau lưng. Quá muộn rồi. Cây đinh đã đi vào huyệt đại chùy, xâm nhập vào trong cơ thể của cô rồi. Tôi lắc đầu tiếc nuối. Đại sư, ông đến chưa? Vị đạo sĩ lạnh lùng ở trên màn hình xuất hiện ở ngay sân nhà tôi. Ông ta tiến đến, chạm vào giữa lông mày của Giang Nguyệt. Bỗng nhiên Giang Nguyệt ngây ra. Cô ta đứng dậy đi từng bước đến bên cạnh đạo sĩ. Do sư môn quản giáo không nghiêm, để cho người này xuống núi gây rắc rối, tôi sẽ đưa ả về núi để chịu đại hình. Đạo sĩ nói xong liền vung ống tay áo. Năm đứa trẻ bỗng nhiên bò thoăn thoắt chui vào trong tay áo của ông ta. Ông ta niêm phong vào năm cái quan tài nhỏ có dán bùa, sau đó giao năm cái quan tài nhỏ đó lại cho tôi. Cô đưa đến nhà tang lễ để hòa tang đi. Ông ta cúi chào tôi rồi quay lưng, còn Giang Nguyệt thì bước đi như một con rối theo sau ông ta, rồi biến mất trong màn đêm. Lúc này tiếng còi xe cảnh sát vang lên ở bên ngoài. Có vài chiếc xe cảnh sát đã dừng lại trước cửa. Tôi kiệt sức ngồi vật ra đất, vết thương ở chân, máu đã ướt đẫm cả quần. Sao các anh bây giờ mới tới? Chẳng phải đã báo cảnh sát từ lâu rồi sao? Tôi nằm ở trên xe cấp cứu, đau đến nhăn nhó. Xin lỗi cô, chẳng hiểu tại sao trên đường sương mù dày đặc, tầm nhìn không đến 50 mét, cho nên chúng tôi không thể đi nhanh được. Một nhân viên cảnh sát giải thích. Xem ra Xích Tùng Tử tối nay quyết tâm đạt được mục đích, cho nên đã bày ra sương mù chắn lối. Chỉ tiếc là cô ta không tính đến việc sương mù cũng không thể ngăn được sư huynh của cô ta. Thấm thoát một tháng sau, tôi đem cho cốt của năm đứa trẻ lên trên Mao Sơn để cầu siêu. Trên đường tôi gặp một người phụ nữ đang cãi nhau với chồng. Cô ấy nói từ khi kết hôn, cô đã phá thai 2 lần. Bây giờ cô ấy không muốn sinh con nữa. Người đàn ông chồng của cô ta vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ cô ta đẻ thêm. Anh ta hứa rằng lần này sẽ ổn thôi. Nếu đẻ đến 5 lần mà không được thì nhất định họ sẽ không đẻ nữa. Tôi không kìm được mà cười lạnh. 5 lần sao? Lại là 5 lần hay sao? Đúng vậy. Khi anh ta đã có tài sản ở trong tay, đã trở nên một kẻ giàu có, thì anh ta sẽ bỏ người vợ cũ, lấy một người trẻ đẹp hơn để sinh con nối dõi cho anh ta. Nhân lúc người đàn ông đó vào nhà vệ sinh, tôi lặng lẽ đưa cho người phụ nữ kia một tập tài liệu mà chính sư huynh của Giang Nguyệt, một vị đạo sĩ Mao Sơn chính tông, đã gửi cho tôi. Khi xuống xe, người phụ nữ cảm kích vẫy tay từ biệt tôi. Cô ấy nói rằng cô ấy đã liên hệ với luật sư để làm thủ tục ly hôn. Cô ấy hỏi tôi tại sao tôi lại giúp cô ấy. Tôi chỉ khẽ mỉm cười bình thản. Đều là phụ đàn bà phụ nữ thì phải giúp đỡ và bảo vệ nhau chứ. Sau đó tôi thẳng đường cất bước theo những bậc thang đá lên trên Mao Sơn chính điện.
hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên hãy liên hệ với số điện thoại và Zalo ở góc màn hình để ủng hộ những sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương của Hà Tốn. Xin chào và hẹn gặp lại.